Thoải mái lên. Đúng rồi, vậy đó. Đít đồ ổn rồi ta. Vỡ gì? Nope. Ông này ông nhớ hay. Ông biết người nào vô người ra. Nhìn mình không biết luôn. Xe nào luôn. Hay thiệt. Hơi nóng hơn anh à. Coi chuẩn bị đít nha. Hiện tại là mình đã đến Blue Farm nha các bạn. Cây sung cô đơn. Tụi mình gồm 4 đứa và bây giờ sẽ đi vào phía trong để xem thử nó như thế nào nha. Có gì hay sẽ quay lại cho bạn xem ha. Ok. Đây là quốc lộ này. Đường này đường đi mũi Đại Lãnh với Vũng Rô nha các bạn. Ở phía trước bên đây là Đại Lãnh với Vũng Rô đi đường này. Bây giờ mình cũng tiếp tục đi đường này vào trong luôn. Ok, giờ mình để vô tới Bull Farm nha. Mình với mấy đứa bạn mình đang nằm võng để nghỉ ngơi buổi trưa. Tại vì bây giờ là 1 giờ 10 rồi các bạn. Hiện tại là 1 giờ 10. Nghĩ chắc tới 2 giờ mới bắt đầu đi tiếp ạ. Đây là khung cảnh bên ngoài. Hiện tại thì các bạn đã đang nằm võng. Kìa đi vai kìa. Bên kia là tụi nó đang đi lấy nước các bạn. Nắng gì đó mới đẹp. Vô cho có biết được rồi. Hôm nay gửi tiền cho mình chưa? Gửi rồi. Ừ. Ok, cảm ơn nha. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Dạ mấy đứa lên là đi đâu nữa? Dạ, về Tuy Hòa. Về Tuy Hòa hả? Dạ, mua điện á. Coi cột dây dày vô khu. Cho nó chạy đâu, móc cái dây nó tòi. Để ở Tuy Hòa hết hả? Dạ, gần Tuy Hòa. À, Tuy An hả? Dạ. Ở đâu? À, hát một nha. Tuy Thạnh. Vô uống cốc nước chơi. Cho xíu, cho xíu, cho xíu. Xuống xuống xuống. Cái gì vậy? À, sao nãy chưa lấy bóp rồi. Còn đây sợ để anh bàn, quên thôi. Đi. Mũi điện là mình đi xuống đây. Ê. Mũi điện á. Ê. Điện đi luôn kia. Bên kia hả? Phải không? Dưới đây là trên đó. Tao nghĩ dưới đây đi bộ lên nè. Mũi điện đi đâu nào? Em biết. Hồi nhớ đi dưới đây nè. Có cái bãi dưới xe dưới đây đi bộ nè. Dưới đây hay là xuống dưới kia? Kìa, trên kia, Có đâu, hồi đi đâu. Đi lần rồi. Thì nó là núi, còn dưới đây là có cái mũi ấy sao á. Thằng cũng gần cũng nhanh mà đi xuống mùi dê rồi. Tới Tây rồi đó, đi được không? Dạ dạ. Không đi nổi hả? Không nổi vậy thôi đi. Đi giờ đi về Tuy Hòa hả? Ờ. Kiếm bao người rồi đó. Về Tuy Hòa, Cầu Châu. Vô Wincom dạo dạo cho mát rồi. Đi xuống biển. Không xuống biển uống trà chanh. Hành trình mũi điện do cao quá nên là thủy nha các bạn. Mà ra tại vì cũng đuối rồi. Thôi dừng lại kiếm chỗ nào đẹp đẹp chụp đi. À, mượn xe tiêu này đứng đồ đứng trước xe rồi nè. Mấy đứa gái ngồi lên xe rồi các kiểu đỡ lên dây rồi. Đây là ở giữa đường này, chụp lên đây này mà xe chạy quá. Dắt xe ra giữa đường luôn. Mày. Không được. Đẹp không? Đứng xe ra. Thấy người dưới xe luôn. Mình quay kia mình đứng cho mát đi. Chụp ở đây. Xe. Để tay chụp đi. Ok á.
đồ mà bao ngầu, chỉnh hình lên xíu là bao ngầu. Nè, ngần đứng đó anh chụp cho một tấm mới hơi bị đẹp. Tiên Tiên, xích xuống đi. Coi đây, đẹp không? Chụp ở bên kia qua thấy không đây được không? Thấy đây luôn, hết đây luôn hả? Được, ngầu lên đi. Đóng lên rồi. Ăn như su xì bo. Quỳnh lại góc đó luôn đi. À đúng. Gỡ ra đi. Gỡ ra đi. Đứng cái tay kia tựa đây thôi. Không ổn, không ổn. Quỳnh to hơn xì đây. Nó kiểu vậy nè. Cái gì? Chụp đám đám là ngầu trụ số em. À đúng, đúng, đúng rồi, leo lên trụ số. Chụp lại đám cái này. Ô, tấm này đẹp nè. Đau được chưa? Em buông vô ai làm tấm hơi nhân thôi. Chụp lại cái tay, chụp lại một tấm cái này coi. Bây giờ là tụi mình đã vô trong quán kem này các bạn, quán kem Minsu nha các bạn. Đây, mua hai phần là 160.000, được tặng thêm một ly nước. Để lát nữa kem ra sẽ quay cho các bạn xem ha. Đây là hai phần kem 160.000 nha các bạn, rất là phê đó nha. mình cảm thấy rung các bạn. Rồi nha. Ok, và bây giờ thử thôi các bạn ơi. Bạn thấy to không? Thánh Ngân sẽ điều chế món kem này. Đồ quá điêu liệt, quá điêu liệt bà ơi. Bạn như rắc muối vậy. Được chưa? Thánh review có vẻ chuyên nghiệp hơn các bạn ơi. Ok, thử thôi.